ngành in ấn là một trong lĩnh vực quan trọng trong việc làm quảng cáo, hình ảnh đại diện cho một thương hiệu sản phẩm. Mảng đặc thù có nhiều phát sinh trong công đoạn hoàn thành sản phẩm, dựa theo quy trình công nghệ in, mẫu mã, chất liệu bản in, kích thước và số lượng in, cần kế toán phải nắm chắc. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu sâu hơn những nội dung của khóa học này nhé! Phần đầu kỳ, hướng dẫn từng bước khai báo dữ liệu, thiết lập hệ thống ban đầu cho loại hình doanh nghiệp này, cách kiểm tra khi tiếp nhận số liệu từ kế toán cũ chuyển sang. Phát sinh trong kỳ, học viên sẽ được tìm hiểu về quy trình công nghệ in ấn đặc trưng riêng theo từng đơn vị thực hiện như phun kỹ thuật số, in offset, in ủy viên, in lưới, vân vân. Phân loại các sản phẩm in ấn và các chất liệu in để xác định chi phí nguyên vật liệu, từ đó xây dựng định mức phù hợp khi đưa vào quá trình sản xuất. Hạch toán phân bổ chi phí nhân công, công cụ dụng cụ, tài sản cố định và các chi phí khác sao cho phù hợp với doanh thu, cân đối lại chi phí trước khi tính giá thành. Phần cuối kỳ, hướng dẫn học viên kê khai các loại thuế, kiểm tra cân đối lại các chỉ tiêu trước khi lên báo cáo tài chính, chia sẻ cùng học viên những kinh nghiệm thực tế khi có thanh tra quyết toán thuế. Khóa học kế toán trong công ty in ấn quảng cáo tại Kế toán Việt Hưng được giảng dạy trên nền tảng học phổ biến nhất hiện nay với giao diện thông minh, dễ sử dụng. Một tính năng không thể thiếu của lớp học nhóm online là Zoom Meeting, nền tảng học trực tuyến, độc quyền tại Kế toán Việt Hưng. Đồng thời, hướng dẫn cho học viên cách cài đặt các phần mềm phục vụ cho kế toán dưới dạng video. Trong quá trình học, mục checklist này sẽ hỗ trợ các bạn tích chọn những nội dung đã được học. Các hoạt động của khóa học được chia nhỏ để học viên dễ dàng thao tác. Bởi đặc thù khóa học kế toán, các bạn sẽ phải học theo lộ trình từng phần. Mỗi một chứng từ sẽ là một video bài giảng hướng dẫn cụ thể, từ cách hạch toán đến những kiến thức mở rộng thực tế khi đi làm để phục vụ cho quá trình học và ôn tập của học viên. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu như bảng lương, hợp đồng, biên bản liên quan đến công ty in ấn quảng cáo, download về khi cần. Ưu điểm của khóa học là bài giảng được tích hợp đầy đủ tính năng, cập nhật những thông tư và nghị định, luật thuế mới nhất, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Cuối mỗi khóa học, học viên đều có thể tự đánh giá kiến thức qua phần trắc nghiệm từ khó đến dễ, từ đó bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực bản thân và có phương pháp học tập hiệu quả. Ngoài ra, hỗ trợ các học viên giải đáp mọi nghiệp vụ chuyên môn, chọn đời qua Messenger, Zalo và Hotline miễn phí. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nắm chắc nghiệp vụ kế toán, hiểu rõ đặc thù kế toán in ấn quảng cáo để biết cách kê khai và nộp thuế, tự tin xử lý thành thạo mọi phát sinh, nắm vững kỹ năng phân tích rủi ro thuế và cân đối số liệu khi lên báo cáo tài chính. Đến với Kế toán Việt Hưng, hoàn thành lộ trình học đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị trên toàn quốc. Khi bạn đắn đo về chi phí phải bỏ ra để theo một khóa học, thì khóa học kế toán in ấn quảng cáo là giải pháp hữu ích nhất dành cho bạn. Với những tính năng hiện đại nhất, thông minh nhất, nhưng mức học phí không đắt đỏ. Đăng ký khóa học ngay hôm nay tại kế toán việt hưng.vn để nâng cao kiến thức và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến sự nghiệp nào nhé. Kế toán Việt Hưng, cùng bạn chinh phục kiến thức hàng đầu ngành kế toán.